Chào mừng tất cả các bạn đã đến với ARK Gaming Online. Mình là Vinh. Mình là Rồi thì Jet. ngày hôm nay thì Minh Sike thì nó đòi nó thấy hôm bữa nó thấy có cái cục bốc khói. Nhưng mình nói là đó ra mấy con rồng 500. Bây giờ là nó đòi đi đấu rồng. Đó nó nói nó Thì có con sao? nó Nó có nó có con rồng xịn này nè. Bây giờ nó cộng sơ sơ cũng lên được 4-6k máu rồi mà hồi máu chưa đầy. Nó đòi là đó là đi đấu rồng. Nhưng mà mình thì từ mình hơn cũng dữ đây nè. nhưng mà mình thì mình muốn đi bằng chim quái thai, chứ đi bằng rồng thì chắc rồng của mình chịu không nổi, là rồng mình cùi quá. Mình trong lúc mà Minh Sike ốp thì mình đã lén lút mình cưỡi con rồng mình đi luyện lé vô các kiểu, thì rốt cuộc thì bây giờ nó cũng được hình như là 400 mấy ngàn kinh nghiệm cộng được cũng khá là nhiều level, cộng được đam này kia các kiểu, nhưng mà vẫn khá là yếu so với rồng của Minh Sike, cộng sơ sơ lên được 40k máu đam điếc các kiểu. Ngon ngon Rồi tới ngon giờ ngon. chó sủa nữa rồi thì anh em thông cảm, tại nhà mình quay game thì lúc nào cũng có mấy tiếng ồn vậy, thì anh em cũng quen rồi đúng không, không chó sủa cũng dế kêu, không dế kêu thì tiếng cũng tiếng con nít, không có tiếng con nít thì cũng tiếng công trường. Được rồi thì bây giờ là đi đép rớp nè, đi Minh Sike Đi xong đi mày, trời nè. đất ơi, Rồi tao nằm tao lên đủ cho rồng tao nữa, đi được. rồng nữa, đi đi chở đi nè, chở tao đi coi. Tao mới bấm được trái bom gì hay lắm mày. Thôi 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 đem có thử thì đem ra chỗ dép rớp thử. Đau mất rồi. Thôi 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 đi 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 nè, đi Đây đi lẹ lên đi đây dép rớp rồi, e ra đi, e ra đi, tao chở lại chỗ đó luôn. chở gì mày bay, rồng của mày đi chứ, Vậy rồng của mày để nó tao làm không được, gì, vậy mày e ra đi, mày e ra cái tao e lên rồi mày e lại e ra. làm gì vụ đó, bay lên đi, tự rẹo lên đi Thôi chứ, mày lên mày định cướp con rồng của tao thiệt kìa, chứ thấy rồng tao ghiền rồi chứ gì, khoái để gì, đi không sao rồng chết mình không chịu rồng. tự cỡ đi, Thôi rồng ba trăm mấy à, rồng cà lem, đây khoan ừ để tự cỡ đi, tao lấy bớt thịt lại cái định 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 bá chiếm con rồng của mình các bạn già. cây rồi cây, tao Chiếm chuyển bớt đồ lại, con rồng tao nhiều đồ quá rồi, đây, cất mình lại đây đợi. ra e Rồi cái nó e lên cái kêu mày mày cỡ rồi rồng bây nữa giờ đi, là mình sẽ tao bay thích con qua, này. cái rớp này ha, đi Rút kinh ui mày nghiệm nè, rồi. mày bay đua, mày bay Thôi đua với rồng tao nè. Đây đây là thôi đây, đây là đây, mình mở cái rớp này mình nha anh chơi em. cái trò mà mình âm thầm mình luyện cấp thì không có được rồi. Trời ơi đang làm khổ quá. Gì lên khổ, đang làm nó làm gì kìa anh em, nó âm mưu nó làm Đang gì quay á, video lại nói nói trời, đàng hoàng, đang làm người đang ta quay hiểu nhầm nó video. làm cái gì. Đấy, đừng có e vô, đừng có lại gần, từ từ thu con cầu Đâu con rồng ta vô cái chọi chim nè, tao chơi chơi chim à. ai 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 sao sao nghe có một sự gì đó nó nguy hiểm ở đây đó bạn, Khoan khoan tao bị khát khát nước vậy, có chơi chim quái thai khoan giờ tao khát nước lát sao tao ép nổi ai ta. cái bắt đầu cái con rồng điện, cái con rồng điện của tao phun trúng chim của thai, mày té mày xỉu Ôi chim đó của đó thai đó, chết mày đừng có chơi phun cu xuống, mở cái góp ra coi. Có cái tốt nhất này sao mình nên nó né chứ xa không mở xa ta, ra, đây cái rớp này mình ơi chưa có thử. bị đặt đép một các kiểu có đâu có nào ra. Nhưng mà bình thường nó phải hiện ra cho mình e hay này kia các kiểu, nên nó không mở nè. Mở Đó 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 hơi đó. sao Rồi để cái vòng bảo vệ đi, mình thì yếu thì mình không nên tắt vòng bảo vệ, thì thú mình cũng khá là yếu. Ê, rồng vô BK với rồng nha. Tao là tao ở rồng trong đâu vòng bảo BK, vệ rồi đó. ta hay tiền tiền gỗ dí dí thôi kìa, Thì tăng tego tego thì đam giải ghê đích ghê vậy. liền. Cộng đam vô đi. Đó đó rồng bay vô kìa, mày khè cái con rồng mà đang bay vô hướng trước mặt á. Ồ đây cũng có rồng nữa hả? Để tao giết Pino cho nha. Lên quyết đấu trên không trung mày. Đây, đây tao bay ra ngoài quánh. Ê, bên sao rồng đông dữ hả? Tao nghĩ là đi đáy rồi. Quýnh liền kìa. Ôi, nhiều quá, tao quánh rồng rồi nó bay vô rớp rồi. Này tao nghĩ là đép Đã có thất thật. bại rồi. Đó tao nói rồi. Nó phun cái lửa gì ấn à? Là sao, là mình phải bảo vệ Ờ cái bảo vòng vệ lớp không? cái cục này nè. Nhưng mà rồng tao thì con chim này nó không quánh lên được tới con rồng. Bởi vậy nên là khó lắm.
Hay tao phải ngước lên tao mổ C coi. Trời ơi. T-Rex gì nữa kìa mày. Ừ. T-Rex. T-Rex nữa nó phải rồng. Mày đép, mày đép, phải đép lắm, phải đép 7 quay nè. Đầy đầy quanh tới nè. Nên là chim quái thai này, chim quái thai của map này nên là nó trâu. Nó trâu hơn hẳn. Với lại mình được cộng tới 300 level nữa. Đây 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 đây, lên level nhiều rồi đó. Nè. Mày lết ở đây, mày lết ở đây. Đó, lên 130 mấy level. À, mà đây cộng một tí đam cho nó đây. Rồi chắc là max level rồi, gần max rồi. Đó đó đó, 10.000% đam rồi. Ngon. Bây giờ rồng vô là cho nó đi đáy hết. Mày đang cắn lộn với hai T-Rex đây nè. Khoan khoan khoan, tao bị khát nước rồi. Rồi xong rồi, dễ mà. Đứng cắn chưa ở đâu chưa còn nữa. Anh em à, con này giữ người ta. Bây giờ mình bị khát nước rồi, giờ làm sao? Nãy biết vậy đi khát uống nước rồi. Đây 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 đó, bắt đầu giờ đợt này mới vô nhiều nè, đép không nổi đâu. Gì nó còn mới mất hết 2k máu rồi nè. Đây, red đồ vô nè. Tao bị khát nước rồi. Lát tao xỉu. Đây con quỷ trong đá. Con rồng đá, rồng đá, rồng đá. Láo. Cộng đam nhiều lên đép mới nổi, không cộng đam đép không nổi đâu. Nhưng mà con rồng khó đánh. Này phải có Giga hoặc là Bino á, dễ đánh hơn. Cắn lén tao kìa. Để tao quánh con mặt ngu. Cắn lén. Ôi, mặt ngu có hiệu ứng cặp đôi trâu giải. Vô đây. Có cái giáp xung quanh bảo vệ ghê ta. Con gì có cái giáp? Mấy con, mấy con khủng long nhỏ mà vô ghê thiệt. Ừ. Trong người nặng á, thấy mà giật giật máy thì drop item dục bớt đồ ra. Giữ lại polymer thôi. Mặt ngu. Dục mặt thịt mặt ra. Ngu. Bắt đầu chuẩn bị hồi lắp máy nè. Mấy rồng phun thấm quá. Ừ, rồng rút đốt máu mà. Chờ nó. Đứng rồi, đứng rồi, bắt đầu giật giật rồi. Rồi tao nâng máu cũng nhiều lắm mà. Ôi ôi. Đi không nổi đây nè. Cái con này bay nhào vô đây, nhào vô đây, nhào có Giga đép mới dễ. Mày dục thịt ra, mày dục thịt vô đi. Vô đây, vô đây kiếm ăn, bu vô đây. Mày để thịt là nặng lắm. Ui, được cộng nhiều vậy. Để cộng thêm máu vô. Vô đây máu là đủ nè, cộng thêm tốc chạy nè. 200% tốc độ chạy cộng đam lên. Ui, không biết lên được nhiều level vậy. Lên 1.400 rồi nè. Ủa tao nhớ là tao chỉ được cộng cái mod này, tao mod vô là chỉ cộng 300 level mà. Anh vậy thì ngon. Giờ quánh 10k đam không? Đấy, vậy tao tưởng đâu sao chim tao mạnh vô đối. Đó, 11k đam rồi. Rồng mà xuống đây là đi đáy hết. Quốc đi. Mày mày khe độc con khe điện vô con rồng á cho nó chết. Cộng đam nhiều lên. Đó. Cái con quỷ rồng này nó khó chơi. Khe vô cũng được nhiều hết mày ơi. Ờ thì đam kinh khủng luôn á. Ba sừng vô đây. Đa, vô đa đây. Phần ta tăng đam cho rồng lửa chứ rồng điện thì lên lên cũng không bao nhiêu. Đó. Gục ngã liền, cũng rồng quỷ trên đây. Ta lên được lên rớt nhiều level dữ vậy ta. Có gì đó sai sai trong cái bản mod này rồi. Tăng cộng. Không sai đâu, tao nghĩ là do cái phần death drop á. Không, ấy có nghĩa là cái con thú của tao giờ được tăng nhiều level dữ lắm rồi. Bình thường là tao là mày con rồng tao cũng tăng quá trời nè. Ờ được cộng 400-500 level gì đó. 900 mà giờ cộng lên là 1.400 nè. Chắc là em bay mấy anh ơi. Rồi max level rồi, tao nghĩ là cộng tới 500 level hay gì. Ê mày cái này mà biết gì không? Đi boss ngon lắm rồi. Mày con một con chim mới thay này cân boss á. Mày tin không? Đập lên. Nhưng mà sau này chơi với thú mod thì chơi không nổi. Con nào cũng bạo gan trời ơi. À, đứng luôn, đứng luôn. Gan, vô thịt nhiều quá. Lấy polymer với trái tim này mốt mình đi. Mốt mình đi cái ôi da nè. Mốt mình đi đi tầm stamina tầm 5.000 đi. Ôi đồ vô trong ngữ nhiều quá rồi. Ôi rip ship shipper king, shipper king. Mày hả shipper king? Tao gốc. Khoan khoan khoan, coi cái rớp còn bao nhiêu con nữa. Ê rồng mày sắp chết hay gì vậy? Ờ phun quá mày ơi. Ghê, ghê gớm thiệt. Mà cho mượn rồng mày, mày ở mày cầm chim quái thai đây, mày trấn thủ cho tao đi nấu cơm. Ủa gì tao đi uống nước.
Trời đất ơi. Ta đi cái nó bay. Nhảy xuống là Nó có nghĩa là nó tao nhảy xuống là bay trúng liền con á. nhân vật tao bắt đầu lên turbo rồi. Xong cái quay này cái đã. Chạy từ từ đi. Da vô nhiều quá giờ chặt đứng máy luôn à. Do cái dồn tách này nè. À nó trời ơi đã. Này mà mốt đi dev rớp thì phải chỉnh lại cho nó không vô thịt, vô da, không vô item mà. Nó mà về bỏ da uổng thiệt Bay luôn. từ từ vòng 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 thôi. Tao hồi tao bị na không kịp luôn. Rồng mà. Có con chim quái Máu. thai tao nó được hồi máu nhanh lắm. Máu hồi không kịp luôn. Ôi, nó lắc Gấp máy. thì một nồi. Dục luôn. Nó Tự lắc. tao 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 Ôi, chắc mà dục phải dục bớt da bu rồi. đông gì mấy đứa bu đông à Da để làm sao á. nè Vẫn còn bị lắc lấy nè. đồng đi đi Ê, con lấy rồng đồng đi mày có đi nhiều đồ không? lẹ Ơi. Ê, qua chim đi, qua chim đi. Tao bay đi uống nước cái. con chim full ra hả Chim lúc nào cũng full nữa. Nó mất máu một tí là hồi hồi nhanh lắm. trời ơn tán tán cái tay go té cước té đáy y quên là mày lôi tao Ơi, đi lôi đi fail rồi. tại Đi mày á xa thôi khỏi cái lại drop đi lại fail. đi Fail rồi, nghe tiếng giống fail rồi. thì biết bay lại nghe drop đi Bạn uống nước cái xỉu mày. ừ ơi thầy không Fail rồi. Nhưng mày mà phải đi chứ. mày phù phù Chết rồng mày sao mày? không chết nổi nó đâu Rồi, đâu mất tiêu rồi. thất bại rồi Fail rồi, chạy. nghĩ sao đang đánh khát nước Đi khát nước đi hư bên núi tiếc còn á. ơi Chạy lại trụ vàng đi, chạy lại trụ vàng đi. Rồi xong rồi đi. sao mày không không kéo tao đi Tao luôn không biết mày ở làm đâu chứ mà kéo vậy hồi chết chim mày. Rồi con rồng này đam thấp quá à. Thấy không, người ta phải xài chim chứ ai mà xài rồng nữa không. Chim mạnh vô đói. rồng mới dữ chứ Rồng này cộng lên mới 4.000 mấy đam tổ, còn 200 mấy level nè. Cộng đam hết đi nha, cộng cộng tamina lên nha. ừ ôi làm ăn vậy mà để bị fail 5.000 star đi. thấy hàng khát nước là thấy là ưa không ưa không ưa nổi rồi Để cộng lên. Rồi chừa 60 cấp cho mày, muốn tăng tamina nữa mày tăng. Biết sao mày hồi tamina lâu không? Tại hết vì máu chứ gì còn nhiêu đó máu Đấy đứng mà là đứng máy gì đứng máy hoài vậy? Mày đang quánh con thú gì đúng không? Trong chim nó vô nhiều đồ quá rồi, nó đứng. À con rồng nè. Cũng vậy. Về trụ vàng đi, về trụ vàng đi. thì tao đang đâu đây mà Người ta không thấy mày. Tại tao là tao không thấy được cái hướng của mày. giờ tao cũng biết cái chạy đâu nữa đây đây đây, đây. Bay về hướng ta, chạy về hướng tao được. À thấy rồi. Đang đít rớp rồi chạy đi uống nước rồi thấy Để là ưa khác không nổi rồi game lỗi mau khát nước. khát nước thì thả chim có thai xuống tự lượm trái cây ăn vô À, cái chỗ đó không có trái cây chứ. Đó, rồng mày muốn cộng thêm star đi, cộng đi. rồng dữ rồng chiến tao mà Cộng lên 10.000 star đi. Rồi cộng đam. Máu vậy là nhiều lắm á. Ý ý ý. Mày thu chim vô. Chim này mới chim dữ nè, chim 10.000 đam nè. mười ngàn chứ Rồng mày cộng lên chắc cũng cỡ đó cũng được. Khè điện ra nhiều đam lắm á. Cái gì? Lên nhiều level. Thì đẹp rồi drop hết cái rồi đó là thấy đâu lại thử cái khè vô deep lô. Ui con quỷ chim raptor nè, ý đừng có nẹt đấy cắn thôi. Đâu mày thử khè vô deep lô coi nó lên được bao nhiêu. Deep lô trâu lắm. Người deep lô này nhiều máu đây. tao vẫn thấy gì á Tự nhiên tao thấy một hiện tượng lạ. gì đâu lạ Đưa bình rồng đi thường lấy mà đồ ấy. Rồi. E ra cái tao em tao chở mày đi. thiệt tình Rồi nằm xuống đi, ở nằm lên cái ngay chỗ đó. Mày e vô nè, mày e vô cái rồi mày nằm ngay chỗ đó, e vô đi. rồi Mày e vô bay con rồng đi đi, nó ngay chỗ đó nó không rớt.
tình. Rồi Era về đi. Nằm ngay chỗ đó nó không có rớt. Rồng bay nhanh này, rồng này tăng tốc độ bay, bay nhanh quá dễ rớt. Tăng lên có 200, 180, 200 gì nhiêu. 8 là bay dữ lắm, rồng bay vô địch tốc độ bay. Khè điểm luôn, khè chết tao luôn. Ai biểu lỡ coi Tao đang cái coi dân máu nhiều vừa chuyện, thấy hai mấy ca máu. cái dân nhiều chuyện là vậy á, cái dân nhiều chuyện là chết sớm lắm. Sao mình không lôi xác con này được? Lại cắn cái kẹt trong đây rồi nè. Rồi đứng luôn kìa. Bên mày có bị đứng không? Giật 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 tí nhiều E ra cái ơi. gì nữa, E ra chợ tao đi về, đang đi về mày. trời đất ơi Rồi. không đi đâu nữa hả? Về đang cất đồ bớt rồi chỉnh lại. Khoan coi chứ Hư giờ giày còn gì nữa ôi chơi. Coi bên nối tiếng nó có rớp không? làm ăn thiệt Đây là bất ta xong nhân. cái này tao chỉ cho mày, có con Pinot ở đây ngon lắm. Đâu video nào đâu, Này, ở đây nó không có ra rồi, từ từ. bắt nó con Rồng này rồng đua rồng mày cộng lên nhiều máu quá, giờ nó hồi chậm. Hồi stamina lại chậm. đi, chỉ cần mà cho nó phum này cái là đỉnh của đỉnh nè, cái chiến rồng Đây. á. Khoan, để tao 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 lấy hết đồ trong người nữa cái. Để không nó đứng. Có cái đồ ăn thức uống nào để cho con rồng lên mang lên máu nhiều nhanh không? Có. Chế tao coi tốc độ Đồ như đại ca vậy ta. Để tốc độ luôn. Nó có cái của Anunnaki, cái bàn mít thi đen á. Nó có cái không phải mình phải lên này học coi kỹ năng nè. Nó có hai cái bơm. Kéo xuống Anunnaki có cái bình màu hồng ở cấp 5 á. Đó. tao thấy cái bơ màu đỏ ngon lắm nè. Cái đó hồi máu ba. Để hồi máu á. Hồi để phát 100% máu. S A D. Cái bình mà nhưng mà muốn có được nó thì phải chế cái bình cấp 60, cái bình cấp 60 á là 10 Rittle, 100 Narcotic, 20 hoa hiếm, 40 nấm. Sao mà gặp toàn thứ gì Chờ không. tốn lắm, bây giờ là phải chưa đi farm nữa nè. Đây 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 đi. Đây qua đây tôi chỉ cho con Pino nè. Video nào đâu, Đây trời là trời đây đây, tao dẫn mày đi. Rồng tao chưa up max cấp nè. Chắc phải đi đép rớp quá. Có con rồi Pino bay của đi. Anunnaki. Đâu Này. video nào dữ dội đâu, Con này mạnh lắm. Mày phải bắt mày mày đã không muốn video phê không, video nhìn phải cái mã đẹp đẹp tí. mắt đỏ Evil được, đều ấy là kết rồi đúng Evil là chịu rồi. không? Bữa anh chủ tịch trẻ trâu nó cũng đòi bắt cái con Pino đó, mê lắm nè. Bắt Tao chứ. tao gầy vô bẫy sẵn rồi, đừng có giết nó nhân ba. Đâu Để coi nào, đó, đâu. nó cơ bản là nó 13k máu cấp 200 á, là trâu á, là Mino giữ trong hả? ờ Rồi, đam sáu trăm mấy phần trăm rồi. ấy. À, quên nó rội với con rồng mày đó, con Pino đó đó. Nhưng mà giờ mà muốn bắt Pino được này nó, hả? muốn bắt được nó phải chế được cái tên, Từ 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 để tao bắn xỉu nó cho mày coi nè. cái tên Ba nó ba cái đồ quỷ này. Để coi tên coi, để này tao không mang cái này. nói. Từ từ. Coi coi. Ủa cấp nhiều học tên ta lâu quá không trời quên à. Đây, Cái ok. tên cấp 70, cái Bắn cho mũi, mày cái coi nè. đạn ở cấp 70 á. Điên nó khùng. Tao bắn cho mày coi nè. Đâu bắn lên. Nè nè, ta có cái thương này chọt lên turbo nè. Chiến Có binh nỏ không, gì? có nỏ không, Không, cái nè đây đưa cho mày cái nỏ nhưng mà cái này bắn không có xỉu. Đây. mày đưa quay Nó không có xỉu nè, nè tên độc của Anunnaki luôn nè. Đó, mày bắn đi. Bắn gài cái nỏ qua chứ không phải bắn súng không nội. Bắn súng chết nhở. Trời tối ơi. Vũ trụ xây. Thấy mặt trăng xuống không? Rồi sáng. Nó không lên turbo. nhìn tao kìa Nó đâu có lên turbo đâu. bự dữ ta, Ê ê. cái đậu phộng canh chua nhà nó Ý con rồng tao nó ngu. tát
Tắt rồi, tao hết rồi. Mà nó giờ nó còn bị follow. Bị Bino, Bino máy giặt thiệt chứ. Được lắm nô. À không bắt được, bây giờ đi farm nè, đi farm với tao nè. Si ạc nhà nó. Được thôi, giờ biết sao giờ, tao thấy Bino tao mê lắm. Lượm lượm cái xác vô đi, rồi xong là đi farm nè, giờ mình phải đi farm mình mới. Bino đã à ta. Đó, nhưng mà mình phải đi farm mình mới bắt được thú không? Ê, cái cốt lõi của chơi game là phải đi farm, giờ đi farm là tao dắt đi farm rồi đó. Đây, giờ tao vô nhận, đồng lầy farm qua hiếm với nấm. Tao nhịn nó đó chứ mấy là tao quém nó rồi. À, để coi coi đầm lầy nằm đâu à. Đây, đi thẳng. Hoàng xuống lượm cái rốp tím coi có súng ống gì không. Nay đi rồng rồi. Rồng bay nhanh. Đi rồng lượm đi chứ. Mày cũng đi rồng vậy. Có là phải lua liền. Bây giờ phải kiếm. Ê, cái con. Cái con gì lăn lăn lộn lộn đi ngộ người ta. Ê khoan. À, cái con đó thì cũng map bình thường. Tao nhớ ở ở ở kia. Để, khoan cái con mà ra cái dòng á, con dòng giống con mod quá vậy. Elfork này, nè. Qua đây có cái con đô đô mạnh lắm. Thử với rồng mày coi, đi theo tao. Tao phát hiện ở đây có mấy con đô đô mạnh lắm. Đâu? Đi theo tao, bay theo tao. Bay đi. Đây. Tốc độ bay của con rồng tao đỉnh điểm lắm. Đỉnh đến nỗi mấy máy tao rung chuyển càng khôn. Cái gì á? Tự nhiên bị lỗi. Nè, tao nhớ ở đây đó có con đô đô mạnh lắm. Đô đô nào mạnh? Đồ đồ mạnh lắm, bây giờ phải con rồng phải nẹt điện. Mấy gà như hạch á. Ừ. Khoan, có cái rớp tím nữa nè. Nói chứ cái gì cũng phải lầm rớp cái nè. Dòng xuống. Thiệt bởi vậy con này lầm rớp thua con Diplo. Diplo tao lầm rớp là số 1. Đây qua đây. Nào mà đây nè. Diplo mày lụm rớp làm sao mày qua đảo thì mày lụm. Ai thèm qua đảo con chi, Diplo là số 1 rồi. Thấy bất lợi chưa? Qua đảo mày quém chứ. Lợi mấy rớp ông nội nằm bển làm sao? Dạ, nhìn từ xa là biết Diplo băng biển luôn. Băng qua bao nhiêu đại dương. Ê nè, Bino hiếm quá trời nè. Đâu? Con dưới đỏ đỏ nó kìa đây nữa nè. Đâu, mày đang ở đâu tao không thấy. Mày chạy về hướng tao đi, tao. À đây, nằm đây hả? Thấy mày rồi. Đâu? Không đó, Bino màu thường. Con Bino mà cũng mod thì nó khác. Ở ông đó. Nhất trong đây đỏ, có đỏ, cái con đỏ, đỏ là màu đỏ mà nó chỉ là màu thôi à. Ê giờ bay xuống sa mạc coi. Có 3 cà rử máu rồi mày ơi. Khoan, để của ai qua đây bay vòng lại đây coi cái chỗ này nè. Ở chỗ này là nó có cái con đồ xịn lắm. Ở đâu tao thấy nó đâu. Đáp xuống đây đi bộ nè mới vô trong đây được. Đi con, nó nằm đâu đây nè. Con phun độc đồ cũng mất rồi. Mất rồi. Tăng thêm sata cho nó. Đồ nào đây? Rồng tao tăng yếu quá. Không thấy luôn à. Mất rồi. Nó gãy cây gãy hiệu. Có thấy đồ nào đâu. Mất rồi. Đồ gạt tao hả? Vậy là mất rồi ấy chứ. Ở con đô đô. Sao đó cơ? Đi xuống sa mạc. Nó chuyện nghe dễ ăn này chứ. Thì gạt, giờ không gạt mình đã có con đô đô. Không có là mất chứ. Khoan con câu vậy là mất rồi rồi đó cơ. Thì nó gạt, không gạt. Có thì là nó mất. Trẻ lên năm còn nói được câu đó nha mày. Ủa chứ giờ nó hồi đó nó có ở đây trong video cờ nhiếp trước đây là có. Đô đô nào tao không thấy. Sách phải có mắt mà mắt phải có chứng. Mà tao đang đi kiểm chứng mà tao không có thấy. Tao đây nó không có rồi. Đi đi xuống sa mạc coi sa mạc có thú mod gì không. Còn được mình bắt. Còn mà nếu mà nó có đó thì thấy tao sợ. Gươi vậy. Đâu dám hó hé tí nào. Thấy rồng tao bay lại là bắt đầu chổng cẳng đào lỗ chui xuống đất rồi. Dám hó hé. Gươi ta. Ui dưới sa mạc đâu. Nhiều Obsi thiệt. Sa mạc này toàn Obsidian không à. Sa mạc của một thời rồi sống đây nè, đi xung quanh nè. Sa mạc là thấy có gì đâu. Đẹp ven không mày? Kiếm con rít bự lên đây tao phụng đầu nữa coi.
Nè ở đây Tìm gì đẹp. đây này mày? Element Van, Này đẹp không? này này là gì? Element Là cái quái gì mới được? là Element Van á, là cái element thay vì mày đi đánh boss á thì mày 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 đánh boss thì mày mới mới được element đúng không? Còn này mày đép này mày đập ra nhiều hơn element hơn đi đánh boss. Rồi quất Rồi có đấy. con gì ra không? Có nó y này 50k máu này là y chang cái nãy có ra rồng này kia. Chết tao, từ từ để tao vô đây mở ven. Ui ven này có 10k hả, đép buồn ngủ lắm. Thôi mà cho nó dễ. Cho đép đi. 10k Ra mấy đấy. con rồng đồ cà Không lem đó phải không? con này ra phun, cái này ra phun độc không mày ơi. Cái này Tao ven ra nhỏ. gì? Cái Ra ven mấy này. con cạp đó hả? Không, nó ra mấy cái con phun độc này kia cặc no được không mày. Này có 10k máu. Thấy cần cần dư gì Kênh kìa. kênh là có sa mạc, từ từ đó. Vô 10k máu này đép cũng được nhiều lắm tại x25 mà. Đâu? Có element. À, không thấy con nào quá à. Chờ ra mấy con này đâu phải rớp lớn đâu. Thấy tao cũng sợ rồi, không dám lú đầu ra đâu. Ghê vậy. Mày thấy con nào không? Tao quần nãy giờ đây tao Nè chưa nè vô nè thấy. nè, phun độc vô nè nè. Nè Đâu mày nào nè đâu? nè, phun độc nè, thấy không? Đây nè, chỗ tao nè. Mấy Ghê không? mấy con cà lem đó làm sao mà chơi nổi rồng tao? Ê, con chim quái thai nó bị giảm đam lại còn có thu cầu chọi ra giảm đam nè. Rồi thôi xong rồi, yếu xìu rồi mày ơi. Nghĩa là nó giới hạn đam là 1800% đam mà. Biết vậy nãy tăng máu. Nãy mười mấy ca đam giờ còn đánh còn có mấy trăm đam mà. Đừng đừng có nói là chỗ này là mấy rắn già này vô đây nha. Không, mấy con phun độc. Giờ bắt đầu mới Không vô nhiều nè. không thấy con nào mà nè, Từ thấy mấy từ. rắn già đằng Nè bờ kia te vô nè. kìa. Đó. Mấy con đó tuổi gì Chứ tại có tao nói ven 10k mà ven 10k vô mấy con yếu xìu à. cần Ờ lem. chán quá, con này bị nét rồi. Đây bờ te nữa Ai biểu thu cầu nè. Ai làm biết đu ngay cầu đi giảm đam của tao lại. Ui vậy tăng nhiều level cũng không có tác dụng gì. Để là coi như đánh với thú mod đồ gì để farm này kia giờ sao thu cầu là nó bị yếu xìu là bt game lỗi thôi. gì mới mới phà nhẹ cái là rụng rụng rúng rồi Vậy coi như là tăng nhiều level lên cũng vậy. hỗn nết Chỉ có nè nước hỗn mình nết nè chỉnh là trong server là được tăng nhiều đam. hỗn nết hỗn nết Dưới sa mạc này mượt mày. Thằng này khôn tự nó phun đập độc cái ven chính cơ mà. vô quýnh 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 khí thế đây nè. Đó, quánh mấy phun độc đó. Mày định Thôi. me mày vô phải không? Nhìn thấy hai bay là tao biết rồi. Thấy rồng hết không? Nhưng mà được cái đây trống dễ đép. Còn một con nữa. Tao đã coi. Coi coi đâu. Đâu rồi Đâu ta? nào nữa? Trốn đâu à? Bay Tao vòng thấy vòng coi nào nó luôn có á. kẹt không? Nó có kẹt ngoài dướng gốc này kia không? Một con này lát không còn không kiếm được thì từ 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 mất. Không thấy nó đâu á à. Đây kiếm Tao rồi. thấy còn mấy lão bọ ngựa không à. Rồng mày mà thu cầu là khả năng cao là cũng y như con chim quái thai tao á. Đang mạnh đừng có mốt đừng có thu cầu. Rút kinh nghiệm mà sau này những con y như mình tăng được nhiều level và thú bay thì giữ luôn. Rồng hú cầu làm gì? Nó sau này là như là đi có nó mới gì mất rồi. Ê cái con Deadpool gần đây nè. Rít sa mạc. Ý gì 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 đây nè mày, có mấy cái lỗ nè, con gì dưới máy chung lên Chỗ lắm bắn này lên á. Mày lại đứng ngay đó bắn mày lên vui lắm. nè, lúc lúc có vòng nè. Cái Đó. gì vậy? Cái gì vậy? Bị bắn lên rồi phải không? Ừ. Thú thú bay đỡ chứ gặp mấy con mà thú không bay được bắn lên là nguy cơ là lắc lắc cái là đi đáy luôn.
khoái rồi, giờ khoái rồi á, ở đó luôn rồi á. Tao đâu là ở đó đâu, tao đang đi lượm cái lúc nè. Vui vậy. Đây coi còn không. Ôi tàn hình luôn kìa. Có con gì đó không? Có mấy con cấp nhỏ mà, mấy con thú này coi như Tego này kia không Nè nè, phun độc vô nè. à. Này Bảo vệ kỳ vậy, tao thấy nó tao đang chạy vòng vòng tao quánh con cắn này ly con kia lị luôn nè. à. Vô tám hướng sao mình tao đếp kịp. Chủ yếu là bảo vệ cái ven chính này, cái ven ngoài cũng không mấy. Game lỗi bãi. Kệ, phun độc phun đây nè, Chim quái thai tao. tao mới thấy nó đây. Con chim quái thai của tao. Còn Trời, con có nữa. con nào á? Thằng ơi, người đá mini. Ô Rumble Bố Golem. lao, bố lao. Quánh đam thường nghe, quánh đam thường nghe. Nó cấp ngàn mấy á. Thằng con chọi, Ừ. chọi lỗ đầu, thằng con. Ôi nó chỉnh vậy làm sao mình chơi lại mấy con thú level cao như vậy. Giờ con chim quái thai mình bị yếu xìu rồi. Cấp ngàn sáu Người đá đó. mini, người đá mini dữ vậy. Rumble Golem. Cừ. Ê con rắn này cấp ngàn mấy luôn nè. Đỉnh Đâu thì ta. Người đá còn mạnh hơn tao nữa. mạnh hơn chim tao, rắn cấp ngàn mấy. Trời Đâu rồi, ơi. còn còn con nào ra nữa không? Có thấy nào đâu? Trốn còn kẹt ở đâu, nó kẹt chứ không phải là nó không ra. Nó chạy vô trong đây mà trên đường đi kẹt vô mấy cái hốc hẻm này kia. Chán quá chim của tao. Sau này là để mấy con thú mình bắt con chim quái thai nữa thì mình cho like ra cái mình đi boss đó thì mình để luôn con đó ở đó. Lại trụ vàng Tao đi thấy boss cái, thôi. tao thấy không kẹt nào đâu trời. Nó kẹt đây nè, nó đây nè, nó đây. Phun độc trốn rồi xong rồi. Chết 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 chết, mất máu lên turbo nè. Mất một khúc máu luôn á. Tao cộng có 68k máu à. Quay ba rồi. Con bỏ ngựa này dữ ta. Cặp lớn á. Cưng. Tính tính làm châu chấu đá xe hả? Hỏi mọi người tính làm châu chấu đá xe à? Tốc độ chạy thì vẫn còn giữ nguyên nè. Mạnh mạnh gớm mẹ ơi, mạnh mạnh thượng ngàn hang ngàn hai mình làm quá. Tăng nhiều level mà bị nét đam rồi chán quá. Y nè, con Tigo nó vô nè. Quánh nó. Đó có Raptor nè. Nhíu nhíu với tao Chán liền. quá, còn quánh được có 900 đam mà chim của tao. Chim mạnh mẽ. Chim ấy. Tao quẹt nhẹ qua cái tay gôn nằm đóng. 2000 đam mà một phát mà biết lên cỡ nào nói. Vô cũng chín kìa. Rồi. Đây. Chim chim gì quýnh quá cà lem Giờ quánh còn có 900 đam nè, giờ nó giảm lại còn có 1800 đam à. Nãy tao tăng lên chim mười dữ mấy ha. ngàn. Mười mấy ngàn thu cầu xong chọi ra giờ còn bị nét lại à. Bị giảm đam. Chán cái game lỗi vãi đi. Lỗi gì? Thôi, nãy là nó hack hay gì đó, bạn nó Không hack phải, chim coi như hay là gì một á, con giờ thú giờ á. giờ thửa đồ á. Cái mod này nó ngu nè, ví dụ một con không phải do cái trái cầu nó ngu. Một con thú mình được tăng lên mấy trăm level đúng không? Nhưng mà tới chừng mình chọi ra nó chỉ tính có 72 level rồi. Có nghĩa là đam mặc dù là mày đang ở cấp đó thì mày max level rồi nè. Nhưng mà cái nó đam này kia hay này kia mấy cái chỉ số mày chỉ tính là được cộng 72 level là max. 72 Xong rồi 73 hả? gì. 75 tao không nhớ. Nép Còn xong chưa? còn còn mới giờ mới qua quay 4 à. Hai quay nữa. Quay máy mới hết? Quay 5. năm hả? Ừ. Bởi vậy mỗi chỉ số chỉ được tính là 75 level. Bây giờ mày tăng một con thú mà toàn là đam lên mấy trăm điểm thì nó cũng vậy. Chán quá.
dục bớt đồ trong con ấy ấy của mày, con rồng dục bớt thịt á, thịt với da nhiều quá lắc. bay vòng vòng cái. Chim mạnh mẽ của tao. Tại tao bị khát nước rồi. Bộ tao đây không bị hả? Nhưng mà thay ống tăm ống teo như que củi mà, to gì nước nồng gì. Cái con động cắn ghê ta. Ồ, thấy sắp nạt điện ra, thấy nguy hiểm. Đó 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 đó, trúng chim ra rồi đó. Trúng con Rồi chim xong rồi là đó. trúng con chim là ấy con chim đó luôn á. Ba con nữa. Ba con nữa ta thấy rồi. Gì vậy? Thì sao chết quay vịnh tao rồi. Mày làm gì để chết vậy? Ôi, bị con thú mót gì rồi kìa. Hình như đẳng có con thú mót á. Dơ, bị dơ cắn chết. Con dơi gì cắn mạnh vậy? Biết bà nó. Rồi xong. Ngày mai phải đi lượm trứng rồng lại rồi. Con quay bên của tao. Nè, cho mượn con nè. Đó. Cho xài Tao sẽ báo thù. rồng lửa đi. Lại đó nó Mày quánh nhớ chết. đó. Mày. Mày láo hả Tego? Tego này sao quánh chết được con rồng mới được. Đét. Đét bằng tay không luôn nè. Đồ, xài súng không? Có súng đây nè đúng không? Tao có súng mà. Có súng là thấy là mạnh mẽ rồi, như người đàn Cần ông. gì rồng lửa. Bởi vậy một người đàn ông có súng là luôn luôn Còn mạnh còn mẽ đúng không? Cái súng đó là ừ. súng to nữa, súng sục, súng to. Thì bởi vậy ước mơ của bao nhiêu đàn ông là có một cây súng mạnh đúng không? Lão một viên một. Không có nào đủ tuổi chơi tao đâu. Đắp to hả? Chạy đây, chạy đây. Mày. Mày chết được hồi sinh tại Mày, chỗ mà. mày. Đồ, tay không đẹp rớp luôn. Mình xì ke tay không đẹp rớp. Vô đây. Cần gì phải cỡ rồng nè, mấy phun độc nè. Đây nè, tay gô nữa nè. Ghê. Nãy sao đẹp rớp tím mà không làm vậy? Oh, cần gì Nãy trời. nãy đẹp rớp tím sao không làm vậy? Sọt cái chích ngắt rồi còn làm ăn gì nữa. Sao mày không Đây. để bày nữa chứ tao. Đây còn 6 con Còn. nè. Kệ kệ Còn Tego kìa, à. Tego kìa. Đây nè. Đâu. Nè. Tego với con ngoài đây nè. Con phun độc. Đó. Minh xì ke tay không đẹp rớp. Tuổi. Mày phun gì đây. Tuổi mà đặt phun trá 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 Đây trá. đây đây đây, mà Chạy vô để giết đây, người vậy chạy vô à. đây. Con nào nữa không? Rồng ra đây tao chọt luôn á ở đó. Rồi. Còn con nữa. Chết rồi, khát nước rồi, không sao. Mày được Bá đồ reset quỷ mà. này. Còn một lần nữa hả? Còn một con nữa thôi là xong rồi. Mày có cầm cái búa Có. nhọn ở đây không? Có. Lát xong rồi tao chỉ cho đi đập. Đập gì? Đập mấy cái này nè. Đây lấy element. Mày đập á, là phải đập mấy cái vòng vòng ngoài trước rồi mới vô đập cái cục bự. Kỳ vậy? Nếu mày đập cục bự Sao là đâu? sẽ bể luôn, mất hết mấy cục nhỏ. Kệ nó, mình Việt Nam ham to đi. Không, không được. Mấy cục nhỏ cũng là nó nhiều lắm á. Bồ cạp. Thôi. Bị xì ai Sắp xì xong tao. rồi, chuẩn bị Mày. vô đập đi. 12 giờ trưa giờ ngoài đây nắng nóng. Mày. Điên cái đầu mẹ Mày già luôn. xì. Không thấy rồi, kẹt rồi. Có không? Còn con nó đã tự mất rồi chứ giờ không thấy nữa. Tôi thường là ở góc này nè. Đây nè. Nắng chá màn hình luôn. Rồi chọt nó đi. Rồi mày cầm cái búa nhọn á, mày đi đập vòng vòng ngoài. Đập vòng vòng ngoài tao cũng đi đập coi. Té té đáy đây nè. Cái gì tới đấy? Nhện cắn sao nè. Trời ơi, lẹ đi mất, tao không đi xa được chỗ này, đi xa mất. Nhện. Tao có giáp nhện cắn sắp chết rồi. À, giờ trời ấy là tao đập sơ sơ trước cho mày, lại mày đợi đập đập trước. Thiệt tình chứ không thể nào Trời tin nổi, trời, đẹp rớt còn đẹp ven tao xong là quá quái nhất là cái mà. cảnh này không.
Có mantis Công thì nhận, đập nhanh, nhưng mà mình giờ nó cái này cắn mình cắn tao chả gì nhơi mày. Tao nằm tao đưa đít cho cắn nãy giờ, tội nghiệp nhện cắn gãi mỏ luôn. lại lầm đôi được cái Nhện element mua death giận máu dữ quá. luôn, về chế thành element lầm Công nhận nó đôi. được lắm. Hãy xem bố đây. Rồi vậy thôi để tao đập hết luôn với mày, ngồi chờ mày Mày hả? Mày rồi không nhận già tay kia. không thì quánh lộn với nhện luôn hả. Chứ sao? Rồi phải chừa cho mình chike đập mới này để cho nó biết đập. Mà có điều nó mạnh mẽ À bắt đầu chê nhện, nói nhện bố láo này không sao rồi quá. xong, giờ nói nhện mạnh mẽ quá. Nó nhờ tư, nó văng vô người tao, tao té tao xỉu mới làm ăn được chứ, làm ăn được cái củ chuối gì đó. Đập đi, đi đập đi. Ấy đừng có đập cái chính, rồi mày đập cái phụ ngoài nè. Cái ri ri ngoài Thiệt tình chứ. nè. Ừ. Mày đập mấy cái đi. Rồi xong tao sẽ là người đập cái chính. Rồi Đó là đập. lem của Đập họ. hết đi. Đó, thấy đập vô mấy cái đó là còn ngon hơn là đi quánh boss nữa. Rồi vô đập cái chính nè. Nhận già dí tới đây luôn. Vô đập đi, Mày đâm bạo to vô loạn. đập đi. Không tao đập giờ được Con nhận già dí đâu kìa. kệ, đâm to vô đập cái đó đi coi được nhiêu. Ừ, tao Này mày xài cái búa xệ để cùi rồi đâu gì cụ mày búa mà bao nhiêu phần trăm đam. 246 Ủa, tao xài cái búa 600 mấy phần trăm đam. nặng rồi, đi nổi rồi. À, để tao lại đem rồng lại. Nhanh lên đi, nhanh đi. Tao cũng nặng rồi nè. Ê, bay về. Ui con rồng này phải tăng sức chứa cho nó rồi. Nó dục bớt thủy tinh mới được. Rồi, e lên đi. Bỏ hết đồ vô. Không Không được. tới. Chưa được. Rồi Rồi e giờ lên. được rồi. E lên con rồng. Rồi bay đi. Bay nổi con que. Đây coi dùng bớt cái gì coi. Đây cái khiên này 45 nè. Khiên này đây là Duraka. Ui mà dùng cái khiên ổn quá, chắc mình dùng element thôi anh em ơi. Cái khiên này nó chứ đem có gì chơi cũng vui. Nếu mình dục bớt cái Mày 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 polymer dục này. gì mày dục gì mày dục mày đừng dục hết đống đồ trên người tao. Đây, dục. Đây, dục polymer. Rồi. Súng đạn nào gì, Vậy súng đạn nhiều lắm. bây giờ mình sẽ kết thúc video này tại đây. Các bạn cảm thấy sao về video này thì hãy để lại bình luận bên dưới, và mọi ý kiến đóng góp của các bạn là sự thành công mình trong tương lai. Xin cảm ơn và gặp lại. Bye.